đu đủ nó mọc rất nhiều mọi người. À, dược liệu quý hiếm nha, dược liệu quý nha, chỉ rất nhiều nha, hạt đu đủ nè, chỉ gắn cắn nè, đọt đu đủ nè, tùm lum tá lá chân, chỉ nhiều bệnh lắm mọi người. Cho nên mọi người cứ trồng đu đủ đi, ương đu đủ trồng. À, mình ương đu đủ nè mọi người, rất nhiều luôn, lên rất nhiều luôn, lên về về luôn, chứ không có nhiều luôn mọi người. Chắc là dễ trồng, có người ăn đu đủ nữa, ăn đọt đu đủ, ăn cây đu đủ, thân đu đủ luôn, quá dữ. Nhưng trồng mới coi mình ăn được không, đu đủ rất là nhiều, rất là dễ trồng mọi người. Cứ để hạt đó là tưới nước rồi tự động lên, nhìn về về chùm chùm. Nên mọi người cứ trồng đi, rất nhiều công dụng này, trái cũng ngon, nhiều vitamin khoáng chất, nhiều dưỡng chất. Còn đu đủ thì rất nhiều công dụng trong y học, trong dược liệu dân gian cũng có nhắc đến rất là nhiều lắm. Cho nên tận dụng mà trồng, nhà hãy trồng một cây đu đủ nha, mình trồng một vườn đu đủ luôn nè. Ương cái này mình trồng một vườn đó. Một vườn đu đủ luôn rồi, rất là nhiều, mọc lên rất là nhiều luôn, quá xá. Làm món ăn món rau ăn cũng được luôn rồi, rau với lá ăn này giống như món rau nha. Nó về luôn rồi, về luôn. Dễ, rất là dễ trồng. Tốt không? Rất là tốt luôn rồi. Tốt nha, lên được mấy lá rồi đó. Cái này lên hình dạng giống nè. Trồng đi, trồng vật liệu này rất có ích nha mọi người. Rất có ích luôn cho sức khỏe của mọi người, sức khỏe của động thực vật. Tại sao mình nói gì? Tại vì ăn vô thì có nhiều chất dinh dưỡng, và cái cây này nè nó mục rửa ra thì làm dinh dưỡng cho các loại cây khác, cho nên nó rất có ích nha mọi người. Rồi, mọi người.